Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCny, truyện audio tiên hiệp. Đây là tập 1 của truyện Tiên nghịch, tác giả Nhĩ Căn. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của emny, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Thiết trụ ngồi bên con đường nhỏ trong thôn, vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn bầu trời xanh thẳm. Thiết trụ vốn không phải là tên thật của hắn, mà từ bé, bởi vì thân thể gầy yếu, phụ thần sợ nuôi không được, vì vậy dựa theo tập tục mà gọi tên mụ. Hắn vốn tên là Vương Lâm, họ Vương trong vài cái thôn xóm xung quanh, cũng xem như danh gia. Tổ tiên xuất thân thượng mộc, nhất là ở trong thị trấn, gia tộc họ Vương cũng coi như rất có danh tiếng, có được mấy cửa hiệu chuyên môn bán sản phẩm gỗ phụ thần thiết trụ là con thứ vợ lẽ bên trong gia tộc. Không được phép tiếp quản những việc quan trọng bên trong gia tộc đó, mà là ở sau khi thành hôn rời khỏi thị trấn, định cư tại thôn trang này. Bởi vì có một tay thừa mộc tinh xảo, gia cảnh thiết trụ cũng coi như bậc trung, ăn mặc không lo. Cho dù trong thôn, cũng được rất nhiều người tôn kính. Thiết trụ từ nhỏ đã cực kỳ thông minh, yêu thích đọc sách. Hắn có rất nhiều ý nghĩ, hầu như được trong toàn thôn công nhận là thần đồng, Phụ thân mỗi lần nghe được người ta khen ngợi, nếp nhăn ở trên mặt hắn đều giãn cả ra, lộ ra nụ cười rất thoải mái. Mẫu thần càng là hay quan tâm đối với hắn. Có thể nói từ nhỏ tới lớn, thiết trụ đều là sinh hoạt trong sự yêu thương của cha mẹ. Hắn biết cha mẹ đối với hắn kỳ vọng rất cao. Đứa trẻ nhà khác, ở tuổi của hắn, đều đã ra đồng làm nông kiếm sống. Nhưng hắn lại ở nhà đọc sách. Đọc sách nhiều, ý nghĩ tự nhiên cũng sẽ theo đó mà tiến đối với thế giới bên ngoài sơn thôn hắn tràn ngập sự hướng tới ngẩng đầu nhìn bốn phía con đường nhỏ thiết trụ thở dài khép lại quyển sách trong tay đứng dậy trở về nhà phụ thân hắn đang ngồi trong sân trong tay cầm một tàu thuốc sau khi hút thật sâu một ngụm hắn nói với thiết trụ vừa đẩy cửa đi vào thiết trụ đọc sách thế nào thiết chủ ứng phó vài câu phụ thân gõ gõ tàu thuốc đứng dậy nói Thiết trụ à, người phải đọc sách cho tốt. Sang năm chính là kỳ thi lớn trong huyện. Người về sau có tiền đồ hay không thì phải xem lần này. Nhưng đừng có giống như ta. Cả đời này vẫn ở lại trong thôn. Được rồi, được rồi. Ông mỗi ngày cứ cằn nhằn. Phải để ta nói. Thiết trụ nhà chúng ta nhất định có thể thi đố. Mẫu thân thiết trụ bưng đồ ăn đặt ở trên bàn trong sân. Gọi cha con hai người bọn họ lại ăn cơm thiết chủ ôi một tiếng, sau khi ngồi xuống tùy tiện ăn vài miếng. Mẫu thần tự ái nhìn người con trai, đem vài miếng thịt gấp qua cho hắn. Cha, từ thúc sắp tới chưa vậy? Thiết chủ ngừng đầu nói. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm là đúng mấy ngày này rồi. từ thúc người so với cha là có tiền đổ hơn. Ai, mẹ nó à, gói kỹ đồ ăn chuẩn bị cho lão tứ đi, phụ thân một khi nhắc tới lão tứ, trên mặt lộ ra vẻ thổn thức. Mẫu thân gật đầu, cảm động nói. Thiết trụ à, tứ thúc của ngươi là một người tốt. Vài năm nay, may mắn được hắn giúp đỡ. Cha người làm điều khác mới có thể bán ra tiền. Người về sau, nếu như đã có tiền đồ rồi, không được quên báo đáp tứ thúc ngươi. Đang nói, bỗng nhiên ngoài cửa truyền tới một tiếng ngựa. Tiếp theo đó là tiếng bánh xe ngựa lại gần ào ào theo đó mà tới. Một âm thanh sàng sàng vang tới bên ngoài. Nhị ca, mở cửa đi. Thiết trụ kinh hỉ, lập tức chạy tới sân nhỏ đem cửa sân đẩy ra. Chỉ thấy một người trung niên hán tử cường tráng, ánh mắt sáng người đứng ngoài cửa. Sau khi hắn nhìn đến thiết trụ lại ha ha cười, sờ đầu hắn, lại nói. Thiết trụ à, lúc này mới nửa năm không có chồng thấy, thân hình ngươi lại cao lên một chút rồi cha mẹ thiết trụ vội vã đứng dậy. Phụ thân hắn lại cười cười nói. Lão tứ, ta ước chừng thời gian, người tới cũng nhanh thật đó. Mau vào đây. Thiết trụ, không đi lấy ghế cho tứ thúc ngươi ngồi. Thiết trụ cao hứng lên tiếng, vội vã chạy về phòng ở, xuất ra một cái ghế đầu đặt bên cạnh bàn ăn. Dùng tay áo xoa xoa hẳn hoi, mong mỏi nhìn trung niên hán tử. Trung niên hán tử hướng về hắn nháy nháy con mắt, lại trêu ghẹo Thiết trụ, lần này như thế nào chịu khó như vậy à? Ta nhớ rõ thời điểm lần trước ta tới, người cũng đâu có như vậy á. À? Thiết trụ, phụ thân lại chừng mắt nhìn Thiết trụ, liếc mắt một cái, cười mắng: Cái thằng nhóc con này, ngay vừa rồi lại còn cằn nhằn, người là không có tới nhanh lên. Trung niên hán tử nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Thiết trụ, lại cười nói: Thiết trụ à. Tứ thúc người cũng lại không quên thứ đã đáp ứng với người. Nói xong, từ trong ngực lấy ra hai quyển sách, đặt ở trên bàn. Thiết trụ hưng phấn hoan hồ một tiếng, cầm lấy quyển sách lật say một chút, vui mừng không thể nào kiềm chế nổi. Mẹ thiết trụ đôi mắt hiền hậu, nhìn nhi tử của mình, nói với trung niên hán tử. Lão tứ à, ca của ngươi bình thường vẫn lại hay nhắc tới người. Lần này hay là ở thêm vài ngày đi. Trung niên hán tử lắc đầu nói. Nhị tẩu à, mấy ngày nay gia tộc rất nhiều việc. Ta sáng sớm ngày mai sẽ phải chạy trở về. trời trong khoảng thời gian này mọi việc xong xuôi, ta lại tới gặp mọi người sau. Nói xong, hắn xin lỗi mà nhìn qua nhị ca mình. Cha thiết trụ thở dài, lại nói. Lão tử đừng có nghe chị dâu ngươi. Sáng mai đem hàng hóa đóng gói cho xong xuôi. Chuyện gia tộc là quan trọng nhất. Sau này chúng ta lại tụ họp sau Cũng là như vậy mà Trung niên hán tử nhìn cha thiết trụ Lại nói Nhị ca Thiết trụ năm nay là 15 tuổi rồi Có phải không Thiết trụ phụ thần gật đầu Hồi có chút xúc động nói Ừ Sang năm Thằng nhãi con này liền đã 16 tuổi rồi Ai Thoáng một cái Hơn chục năm đã trôi qua Thật mau Nói xong, mắt hắn lộ ra vẻ cưng chiều, nhìn nhi tử của mình. Trung niên hắn tử trầm ngâm một lát, sắc mặt nghiêm túc, lại nói. Nhị ca, nhị tẩu, cùng với các người nói một việc. Hằng nhạc phái năm nay thu đệ tử, gia tộc lại có ba người đề cử danh ngạch. Phần đến chỗ này của ta vừa vặn có một cái. Thiết chủ phụ thân ngẩn người, hơi có chút biến sắc nói. Hằng nhạc phái sao? Nhưng Chính là cái hằng nhạc phái đó Nơi tất cả đều là tiên nhân sao Trung niên hán tử cười Ngợt đầu nói Nhị ca Chính là cái tiên nhân môn phái đó Gia tộc chúng ta bên trong phụ cận Cũng coi như là vọng tộc rồi Lại là có tư cách tiến cử Nhà của ta tiểu tử huynh lại cũng biết rồi đó Đọc sách mãi mà không xong Múa đao lộng kiếm thì lại chẳng có am hiểu Ta cần nhắc tiên nhân sẽ không bao giờ thu nhận tiểu tử nhà ta được. Nhưng cái danh ngạch này thì lại trân quý, Ta xem thiết trụ này từ nhỏ đã là thông minh, yêu thích đọc sách. Nói không chừng hắn có thể được. Mẹ thiết trụ cực kỳ vui mừng, vội vã nói. lão tứ à? Điều này... Trung niên hán tử sờ sờ đầu thiết trụ. Nhị ca, nhị tẩu, ta xem việc này liền cứ như vậy mà quyết định đi. Để cho thiết trụ mình đi thử xem. Nếu như mà thực sự được thu nhận thì đó chính là phúc phần của ta. Thiết trụ mê hoặc nhìn cha mẹ và tư thúc, hắn có một chút nghe không hiểu bọn họ đang nói gì. Tiên nhân sao? Cái gì là tiên nhân? Thiết trụ do dự, nhẹ giọng nói. Trung niên hán tử sắc mặt nghiêm túc, nhìn thiết trụ. Thiết trụ à, tiên nhân chính là có thể ở trên trời bay tới bay lui, bọn họ mỗi người lại đều thần thông quảng đại. Không phải là chúng ta là một người phàm có thể suy xét. Thiết trụ trong mơ hồ, đối với tiên nhân, có một tia hiếu kỳ. Phụ thần thiết trụ kích động đứng dậy, lùi kéo mẹ của thiết trụ hướng về phía trung niên hán tử, sau đó quỷ xuống. Trung niên hán tử vội vã đem bọn họ nâng dậy, thành khẩn nói. Nhị ca, ngươi làm cái gì thế này? Mẹ ta mất sớm, nếu như không phải là nhị nương khi còn nhỏ đã chiếu cố ta, ta cũng lại chẳng có khả năng có ngày hôm nay được. Thiết trụ chính là điệt nhi của ta. Ta hẳn là phải làm như vậy chứ. Phụ thần thiết trụ cảm động đến rơi lệ, vỗ thần mạnh vai của trung niên hán tử, sau đó gật đầu. Rồi lại thần sắc nghiêm nghị, đối với thiết trụ nói. Vương lầm người, phải nhớ cho kỹ. Về sau vô luận như thế nào, cũng không được quên tứ thúc của ngươi có ân huệ đối với nhà chúng ta. Nếu như không, ta không có đứa con như ngươi. Thiết trụ nội tâm run lên. Hắn mặc dù đối với tiên nhân vẫn là rất mơ hồ, nhưng từ trong biểu tình của cha mẹ, hắn có thể nhìn thấy bọn họ đối với việc này cực kỳ xem trọng. Vì vậy quỳ gối trước mặt tứ thúc, dập đầu vài cái rất mạnh. Trung niên hán tử kéo thiết trụ, tán thượng nói. Ừ, hào hai tử. Người mấy ngày nay thu thập lại một chút đây. Cuối tháng này ta sẽ tới đón ngươi. Buổi tối, thiết trụ sớm đã đi ngủ, bên tai còn có thể nghe được thanh âm phụ thân và tứ thúc trong sân. Phụ thân hôm nay trông rất cao hứng, người ít khi uống rượu, nói cái gì cũng phải cùng với tứ thúc uống vài chén. Tiên nhân sao? Rốt cục đó là gì? Thiết trụ nội tâm cực kỳ hưng phấn, hắn tâm linh trẻ tuổi mơ hồ, lại biết rằng cái đó chính là một cơ hội của mình, một cơ hội để có thể đi đến thế giới bên ngoài. Sáng sớm ngày hôm sau, từ thúc ly khai, phụ mẫu thiết trụ lại lôi kéo hắn ra, một mặt đến cửa thôn đưa tiến. Ở trên đường trở về, thiết trụ nhìn thấy rất rõ, phụ thân tự hồ thoáng cái trẻ tuổi lên rất nhiều. Ánh mắt nhìn về phía hắn cũng lại tràn ngập sự hy vọng. Loại ánh mắt kỳ vọng đó phải so với trước kia khi mà hắn đi thi kỳ thi huyện, ngừng trọng hơn rất nhiều. Bên trong một tiểu sơn thôn như vậy, căn bản chẳng có bí mật nào có thể che giấu, ngay cả một con chó nhỏ sinh ra vài con chó con vẫn có thể trong nháy mắt chuyển ra khắp toàn thôn. Rất nhanh, mọi người toàn thôn từ trong miệng mẫu thân của thiết trụ đã biết hết tin tức này. Rồi nội thăm hỏi, ánh mắt mỗi người nhìn về phía thiết trụ cũng đều bất đồng. Có người hâm mộ, có người ganh tị. Vương gia sinh được đứa còn tốt, người ta được hàng nhạc phái thu làm đệ tử đó. Thiết trụ đứa nhỏ này, ta nhìn hắn từ nhỏ đến lớn, đứa nhỏ này còn nhỏ đã thông minh, lần này lại còn trở thành đệ tử của hàng nhạc phái, về sau chắc chắn tiền đồ rộng mở rồi. Thiết trụ có bản lĩnh, về sau có tiền đồ rồi, cũng đừng có mà quên thôn của chúng ta đó, nhiều hơn phải trở về nhiều mà hỏi thăm. Những lời nói như vậy, dồn dập rơi vào bên trong tai của thiết trụ, dần dần nói hắn đã muốn trở thành hàng nhạc phái đệ tử bình thường mất rồi. Cha mẹ mỗi một lần nghe thấy, lại cười không khép lại miệng được nếp nhăn ở trên khuôn mặt tự hồ thực sự đã mất đi hết. Mỗi khi thiết trụ một mình đi ở trong thôn, tất cả thôn dân nhìn thấy hắn, đều rất nhiệt tình lôi kéo hắn để hỏi tới hỏi lui. Lại cũng có lắm người, thậm chí đem hắn đến trước mặt những đứa nhỏ, đem thiết trụ trở thành một tấm gương sáng. Dạy bảo một phen. Nửa tháng thời gian trôi đi rất nhanh, tin tức thiết trụ trở thành đệ tử hàng nhạc phái, mau chóng truyền khai. Thôn dân tám thôn xung quanh mười dặm, đều lại lục tục đến đây chúc mừng bọn họ mục đích chủ yếu là muốn nhìn thiết trụ một lần mỗi người đi đến cũng đều lại chuẩn bị lễ vật phụ mẫu thiết trụ từ chối không xong cũng đành phải nhận lấy bất quá khi những người này rời đi bọn họ đều đã chuẩn bị một phần lễ đáp thật lớn dựa theo lời cha thiết trụ nói oa nhi chúng ta về sau đã là tiên nhân cao cao tại thượng không thể nào làm cho hắn khiếm hạ thiệt rất nhiều khoản nhân tình như vậy tất cả thôn dân tới đây chơi ta phải thay cho hắn đáp lễ ngay lúc này, tộc nhân vương thị gia tộc cũng dần dần biết chuyện lão tứ đem danh ngày của con mình tặng lại cho thiết trụ, Họ lục tục chạy tới đây chúc mừng. Đối với tộc nhân gia tộc mình, phụ thân thiết trụ cực kỳ chú trọng. Trong những người này, có rất nhiều người là trước đây xem thường họ. Hơn nữa, nhiều năm trước đây đã đem hắn bước ra khỏi gia tộc. Hiện tại một đám người lại chạy tới nhà hắn, làm cho hắn lập tức cảm giác nghẹn khuất trong lòng. Bao nhiêu năm qua đã biến mất hoàn toàn. Hắn cùng với mẹ thiết trụ thương lượng một chút, chuẩn bị một phen chiêu đái thật tốt, vì vậy tiêu một cái giá tiền rất cao, thỉnh tiên sinh dạy học trong thôn viết thiệp mời đưa đến trong tộc. Tiên sinh dạy học nói kiểu gì cũng lại chẳng lấy tiền, nhưng lại yêu cầu thiết trụ phải thừa nhận rằng, hắn theo từ nhỏ tại nơi này của hắn đọc sách. Đối với việc này, thiết trụ đúng là không nói gì. Đó vốn là một sự thật mà. Thiệp mời sau khi đưa tới, phần lớn thân thích trong vương thị gia tộc đều đến đây chúc mừng. Bởi vì người đến rất nhiều. Trà thiết trụ đem địa điểm chiêu đái tuyển chọn bên trong quảng trường trung tâm thôn làng, bày ra đến mấy trăm bàn tiệc rượu. Cư dân thôn làng tự động giúp đỡ chiêu đãi, nói chuyện với nhau là lúc thiết trụ tán thưởng có chuyện rất tốt, khích lệ không ngừng. Về phần trà thiết trụ, lại mang theo lão bà cùng với đứa con, tự mình ở cửa thôn ngừng đón, vì thiết trụ giới thiệu từng thân phận của thân thích. Đây chính là tam tổ phụ của ngươi. Khi trước, cha rời đi khỏi gia tộc. Tam tổ phụ ngươi âm thầm giúp đỡ không ít. Thiết trụ, ngươi về sau, phải nhớ báo đáp. Thiết trụ phụ thân đang dìu một lão nhân tóc bạc trắng, nói với Vương Lâm. Thiết trụ vội vã, nhu thuận đồng ý. Lão nhân ra lại nhìn thiết trụ, cảm khái nói. Lão nhị à, thời gian qua rất mau. Hoa nhi nhà ngươi đã lớn như vậy rồi. Hoa nhi ngươi rất là tốt. So với ngươi đúng là có tiền đồ hơn. Cha thiết trụ về mặt ửng hồng, chỉ cười nói. Tam tổ phụ, thiết trụ đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh. Xác định là cường đại hơn so với ta. Ngài đi chậm một chút đi. Mẫu thân nó à, qua dìu tam tổ phụ đi. Mẫu thần thiết trụ vội vã tiến lên, nâng lão nhân đi về phía yến hội nhìn phía sau lão nhân rời đi. Cha của thiết trụ lại hừ một cái. Đối với thiết trụ nói. Cái lão gia hỏa này, từ lúc trước nhìn thấy cha ngươi, thực sự là một phèn trướng mắt. Không phải là muốn đem bức ta đi hay sao? Hiện tại, thiết trụ ngươi đã có tiền đồ rồi, lại còn vác mặt tới đây chúc mừng. Cái loại thân thích này, chính là như vậy đó. Thiết trụ ngây thơ gật đầu, lại hỏi. Cha, từ thúc hôm nay có tới không? Thiết trụ phụ thần lại lắc đầu nói. Từ thúc ngươi truyền tới tin tức, hắn ở bên ngoài cũng chưa về được. Chờ cận cuối tháng, khi đó hắn mới có thể chạy về. Ngay lúc này, lại có xe ngựa đi vội tới. Ở cửa thôn dừng lại sau, đi ra một lão già 50 tuổi. Hắn chính là nhìn phụ thần thiết trụ, sau đó than thở, nói. Lão nhị, chúc mừng. Cha thiết trụ sắc mặt phức tạp, sau đó một hồi mới nói đại ca. Lão già ánh mắt đào qua, nhìn thiết trụ mỉm cười nói. Lão nhị, đây chính là tiểu tử nhà ngươi đi. Ồ, oh, không sai. Lần này nói không chừng thực sự có thể được tuyển chúng. Phụ thần thiết trụ nhướng mày, theo sau đó lại mày giãn ra, nói. Thiết trụ đứa nhỏ này không có ưu điểm gì, chính là có một chút thông minh thôi. Nguyện ý đọc sách, Lần này xác định là được tuyển chúng. Cái đó cũng lại không quá nhất định. Tiên nhân môn phái thu đệ tử, yêu cầu phi thường nghiêm khắc. Coi trọng có hay không tiên duyên. Ta lại xem tên tiểu tử này ngu dốt và si đần. Đi cũng chỉ là phí công mà thôi. Có một âm thanh kiêu càng ngạo mạn từ từ truyền tới. Theo trên xe ngựa đi xuống một thiếu niên 16-17 tuổi. Thiếu niên tướng mạo trông rất tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc, ánh mắt lụi ra vẻ khinh miệt. Phụ thần thiết trụ trộn mắt mà nhìn, vương lâm lại liếc mắt nhìn đối phương một cái thật sâu, mà không nói gì. Lão giả rắc mặt nghiêm túc, lại quát lên. Vương chắc, như thế nào lại không có lễ phép như vậy? Đây chính là nhị thuốc của ngươi, còn đây chính là đệ đệ của ngươi, vương lâm, còn không mau chào. Nói xong, hắn liền hướng phụ thần thiết trụ nói. Khuyển tử nói chuyện khó nghe. Lão nhị ngươi đừng để ý quá. Nói đến đây, hắn lại chuyển đề tài, lại nói tiếp. Bất quá, lão nhị. Tiên nhân thu đồ đệ cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Cần phải chú ý duyên phận. Lần này là hằng nhạc phái đạo hư thượng tiên coi trọng khuyển tử. Vậy cho nên mới đối với vương thị gia tộc chúng ta cảm thấy hứng thú. Cấp cho ba cái danh ngạch, bao gồm khuyển tử bên trong. Thiết trụ phụ thân lại hừ một cái, lại nói tiếp. Hoa nhi nhà ngươi nếu có thể được, vậy qua nhi nhà ta nhất định cũng sẽ được tuyển chọn. Thiếu niên nhạo báng, cần bạn không để ý lão giả khiển trách, miệt thị nói. Ngươi chính là nhị thúc đấy. Ta khuyên ngươi, vẫn là đừng nghĩ ông trời phù hộ. Tu tiên cơ chế, nói rằng trong vạn người có một người, đúng là không sai biệt đâu. Tên ngốc tử này lại chẳng có khả năng so sánh với bổn thiếu gia. Bản thiếu gia là được nội bộ chỉ định đệ tử tiên sư. Hắn có thể so sánh sao? Lão giả về mặt đắc ý chỉ trượt lóe lên trong mắt rồi biến mất. Sau đó lại cổ chắc hắn vài câu. Hướng phụ thân thiết trụ liền ôm quyền, mang theo thiếu niên đi về phía yến hội. Hmm. Thiết trụ, người không nên tự tạo áp lực. Nếu như thực sự không được tuyển chọn, cũng lại không có gì cả. Sang năm, người tham gia kỳ thi huyện cũng lại giống như nhau thôi. Cha thiết trụ nghẹn khí đến nửa ngày trời, sau một hồi hắn mới chậm rãi thở ra, lời nói rất thành khẩn. Vương Lâm trong mắt kiên định, thấp giọng nói: Cha, ngươi yên tâm đi, ta nhất định có thể được tuyển chọn. Cha thiết trụ ôn hòa vỗ vỗ bà vai của nhi tử, trong ánh mắt lộ ra vẻ kỳ vọng, lại tiếp tục nghênh đón không ít thân thích trà thiết chủ cuối cùng mang theo hắn trở lại yến hội Ngày lúc này người tới rất đông không khí phi thường náo nhiệt mọi người chúc mừng lẫn nhau rộn ràng nhốn nháo các thân thích trong tộc các hương thân phụ lão ta vương thiên thủy mặc dù không có học vấn sẽ không biết phải nói lời gì hay nhưng ta hôm nay thực sự rất cao hứng oa như nhà ta lần này đã có cơ hội được hằng nhạc phái tuyển chọn làm đệ tử đây chính là chuyện cả đời ta cao hứng nhất. Ta cũng lại không nói nhiều nữa. Cảm tạ các vị đến chỗ này của ta chúc mừng. Xin cảm ơn. Trà thiết trụ lớn tiếng nói xong, bừng chén rượu lên uống không còn một giọt. Lão nhị, qua như nhà ngươi từ nhỏ đã thông minh lanh lợi rồi, nhất định lại có thể được tuyển chọn. Cùng với vườn trác đứa nhỏ này nhà ta giống nhau, cũng có thể trở thành tiên nhân. Nhị ca, người có thiết trụ đứa nhỏ này, đời này xem như là sống không uổng phí. Về sau, chờ hưởng phúc vậy là được rồi. Thiết trụ à, phải tranh phần hơn cho cha ngươi. Lần này vô luận là như thế nào cũng phải tiến vào bên trong hàng nhạc phái mới được. Không khí trong nhất thời cực kỳ sôi nổi, tiếng chúc mừng nổi lên tứ phía. Bất quá ở trong lòng, cũng có rất nhiều người ôm tâm tư xem náo nhiệt. Tỉ như phụ thân vườn chác, chính là như vậy. Hắn ở bên ngoài mặt thì lại chúc mừng, nhưng mà trong lời nói từ trước đến nay đều bắt đầu từ xem thường nhị đệ này. Nó nhi tử của hắn lại càng như vậy. Hắn nhìn tiểu tử nhà mình, lại nhìn về phía thiết trụ. Trong lòng hắn cực kỳ không đồng ý. Thầm nghĩ lão tứ lần này đem danh ngạch đưa cho, mặc dù là ra ngoài dự tính của hắn, nhưng chỉ cần là những tiên nhân đó không phải là những kẻ mù, chắc chắn không thể nào tuyển chọn thiết trụ. Nhân sinh trong cảnh, nơi đây mọi người có thể thấy được từng người. Phụ thân thiết trụ lôi kéo thiết trụ, lần lượt đến từng người một kính rượu, vì hắn mà giới thiệu một người thân thích và những người xa lạ. Ngày hôm nay, phụ thân thiết chủ uống rất nhiều rượu, hắn chưa từng nở mày nở mặt như vậy. Mãi cho đến khuya, thân thích lần lượt ly khai. Lúc gần đi, thiếu niên vương trác vẫn y như cũ, vẫn là bộ biểu tình xem thường. Thừa dịp mọi người không chú ý, ở bên cạnh thiết chủ, giọng nói nhẹ nhàng nói. Ngốc tiểu tử, Ngươi sẽ không được tuyển chọn đâu. Ngươi không bằng miếng thức ăn gia súc. Nói xong, hắn cười khinh miệt, theo phụ thân ly khai. Về đến trong nhà, thiết trụ nằm ở trên giường. Trong lòng hắn âm thầm quyết định. Vô luận là như thế nào, hắn cũng phải được tuyển chọn. Nửa tháng vội vã qua đi. Một ngày này, từ thúc thiết trụ vội vã đi xe ngựa đến đây. Cha mẹ thiết trụ vội vã ngừng đón hắn vào trong phòng, trung niên hán tử rửa mặt, vội vã nói. Nhị ca, nhị tàu, lần này không thể nào ở lại thời gian dài được. Ta tới để đón thiết trụ lập tức rời đi. Sáng sớm ngày mai, hằng nhạc phái sẽ tới đón người. Thiết trụ phụ thần ngẩn ra, trên mặt hắn lộ ra một tia không muốn, nhưng lại quyết đoán nói. Vậy được, đi thôi, thiết trụ, đi theo tứ thúc của người đi. Người, nếu như là được tuyển chọn, bên trong hạc nhạc phái không có được kiêu căng. Còn nếu như... nếu như không được tuyển chọn, thì không cần phải mang bất cứ cái trách nhiệm nào. Người cứ trở về nhà, vậy là được. Thiết chủ không nỡ nhìn cha mẹ, hắn gật đầu thật mạnh. Mẹ hắn từ phòng đem ra một bọc, yêu thương nói. Thiết chủ à, đi ra ngoài con phải nghe lời tứ thúc, không có được gây chuyện. Bên ngoài không thể nào so với trong nhà được. Gặp chuyện phải biết nhẫn nhịn một chút. Mẹ đã chuẩn bị cho ngươi vài bộ quần áo mới rồi. Còn có cả khoai lang nướng mà ngươi yêu thích nhất. Mẹ sẽ nhớ ngươi lắm. Nếu như không được tuyển chọn, thì lại trở về. Mẹ thiết trụ nói xong, nước mắt lại chảy xuống. Thiết trụ từ nhỏ tới lớn đều chưa từng đi ra khỏi thôn làng. Lần này là lần đầu tiên hắn ly khai. Tứ thúc một bên rất cảm động, lại nói. Thiết trụ, người nhớ đó phải tranh phần hơn cho cha mẹ ngươi. Nhất định phải được tuyển. Nhị ca, nhị tẩu. Gia tộc vài ngày sau sẽ có bữa tiệc lớn chúc mừng. Hôm nay đúng là vội quá. Ta sáng mai sẽ tới đón các ngươi cùng nhau đi qua. Gia tộc Ba Oa Nhi đã bị đề cử đi lên rồi. Khi đó sẽ là có kết quả rồi. Nói xong, hắn vội vã lôi kéo thiết trụ lên trên xe ngựa. Đánh lên xe ngựa một roi, sau đó ngành ngang mà đi. Cha mẹ thiết trụ vẫn nhìn xe ngựa màu trắng biến mất, rơi lệ không ngừng. Cha nó à, thiết chủ cho tới bây giờ chưa từng rời đi bên cạnh chúng ta. Lần này hắn đi ra bên ngoài, có thể hay không sẽ gặp khi dễ. Mẹ thiết chủ cắn môi dưới, ánh mắt lộ ra vậy không muốn. Hoa Nhi đã trưởng thành rồi, tự phải có phúc khí của nó. Cha thiết chủ cầm lấy tẩu thuốc, hút một ngụm thật sâu, trên mặt nếp nhăn lập tức lại nhiều hơn không ít. Xe ngựa rong rủi rất nhanh trên con đường nhỏ. Vương Lâm thân mình lắc lư lên xuống theo cái hố trên mặt đất. Hắn ôm cái bọc trong ngực, trong lòng thoải mái, mang theo kỳ vọng của cha mẹ đối với hắn, ly khai khỏi sơn thôn sinh sống suốt 15 năm. Nơi đây cách thị trấn có một khoảng lộ trình không ngắn. Vương Lâm dần dần thiếp đi. Cũng không biết là trải qua bao lâu, hắn bị người ta nhẹ nhàng thúc đẩy. Vừa mở mắt ra thấy, khuôn mặt tứ thúc mang theo mỉm cười nhìn hắn. Trêu gẹo nói. Thiết chủ, lần đầu tiên rồi đi khỏi gia đình, người có cái cảm tưởng gì à? Vương Lâm nhận thấy xe ngựa đã dừng lại rồi, cười ngây ngô nói. Cũng không có cảm tưởng gì, chỉ là có một chút sợ hãi. Không biết có thể hay không lại được tiên nhân thu nhận. Tứ thúc hà hà cười, vỗ vỗ bả vai của thiết chủ, lại nói. Được rồi, đừng có nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta đã tới nơi. Đây chính là nhà của tứ thúc. Người trước tiên đi nghỉ ngơi một chút. Chờ sáng mai, ta sẽ mang người đi gia tộc của chúng ta. Sau khi xuống xe ngựa, hiện ra trước mặt Vương Lâm là một phiến nhà ngói. Đi theo tứ thúc đi vào bên trong một gian phòng. Vương Lâm ngồi ở trên giường làm như thế nào cũng lại chẳng có buồn ngủ. Hắn trong đầu hiện ra hình ảnh lời nói của cha mẹ hương thân thân thích trong lòng lại than thở đối với ý niệm được tiên nhân thu làm đệ tử thực sự là quá nặng thời gian từng giờ đã qua đi chừng một hồi sắc trời dần sáng mặt trời từ từ mọc lên vương lâm mặc dù một đêm không thể nào nghỉ ngơi nhưng tinh thần lại rất sùng mãn mang theo một chút thấp thỏm hắn theo tư thúc đi tới tòa nhà lớn bên trong vương thị gia tộc đó chính là Vương Lâm lần đầu tiên nhìn thấy một nhà lớn như vậy. Hắn nhìn đến nỗi hoa cả mắt. Từ thúc vừa đi vừa thở thở. Thiết trụ, lần này nhất định phải tranh phận hơn cho cha ngươi. Đừng có để cho bọn thân thích chê cười. Vương Lâm trong lòng càng thêm khẩn trương, cắn chặt môi dưới, gật đầu. Chừng một lúc sau, từ thúc đem hắn đi đến chính giữa sân rộng trong tòa nhà. Đại ca cha của thiết trụ là cái lão giả đó đứng ở trong sân, sau khi nhìn thấy thiết chủ lại gật nhẹ đầu, nói tiếp. Thiết chủ, một lát nữa tiên nhân sẽ tới đây. Nhưng mà đừng có ngạc nhiên. Hết thầy mọi việc, liền cứ đi theo ca ca ngươi là vương trác mà học tập. Hắn làm thế nào, ngươi cứ làm như vậy. Hiểu rõ chưa? Mấy chữ cuối cùng, ngữ khí của lão thực sự rất nghiêm khắc. Vương Lâm trầm mặt không nói. Vừa thấy mọi nơi, phát hiện ra trừ bỏ vương trác ở ngoài, còn có một thiếu niên nữa Thiếu niên này làn da hơi đen, khỏe mạnh kháu khỉnh, trong mắt lại lộ ra một tia lanh lợi. Nội y của hắn căng phòng, hình như đang thăm dò cái gì đó. Hắn nhìn thấy thiết trụ nhìn về phía mình, hướng về phía hắn làm ra một mặt quỷ, sau đó chạy tới nói. Ngươi chính là thiết trụ ca nhà nhị thúc sao? Ta gọi là Vương Học. Vương Lâm cười khẽ, lại gật đầu. Lão giả nhìn thấy thiết trụ cư nhiên không để ý tới mình, đáy lòng rất buồn bực hắn đang muốn khiển trách ngay lúc này bỗng nhiên đám mây trên bầu trời lai độc có một đạo kiếm quang thiểm điện phá không mà tới sau khi kiếm quang tiêu tán trên mặt đất là một bạch y thanh niên đang đứng thẳng thanh niên có ánh mắt lấp lánh hữu thần tản mắt ra khi chất phiêu giật bất phàm thần thái của hắn băng lánh ánh mắt dừng ở trên người thiết trụ ba tên thiếu niên quét qua nhất là ở trên người thiếu niên lanh lợi trên người có chỗ căng phồng liếc mắt âm thanh lạnh lùng nói Vương ba danh ngạch là họ sao? Đây là tiên nhân sao? Dưới một cái liếc mắt của đối phương, Vương Lâm chỉ cảm thấy cơ thể trượt lạnh, trái tim chỉ không ngừng kinh hoàng, khuôn mặt nhỏ nhắn không một chút máu, ngơ ngác nhìn đối phương. Lại nhìn thiếu niên có vẻ mặt lanh lợi đó, hai tay hắn vẫn đặt ở bên quần, cùng kính lễ phép, ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Chỉ có Vương Trác thờ ơ liếc mắt nhìn đối phương một cái, trong lỗ mũi lại hử nhẹ một tiếng. Cha vương trác vội vã tiến lên, vẻ mặt cực kỳ cung kính, sợ hãi và cả kinh nói. Thượng tiên, ba người này đúng là tộc nhân vương gia đề cử à? Thanh niên gật đầu, không kiên nhẫn lắm nói. Ai là vương trác? Lão già trên mặt vui vẻ, vội vã lùi kéo vương trác tới. <laughs> Thượng tiên, đây chính là khuyển tử, vương trác. Thanh niên liếc mắt nhìn vương trác một cái thật sâu. Sắc mặt dần dần bình thường lại, gật đầu nói. Vương sư đệ, quả nhiên là một nhân tài. Khó trách, người có thể được đạo hư sư thúc nhìn chúng. Vương trác đắc ý nhìn thiết trụ cùng với thiếu niên lành lợi kia. Kiều ngạo nói. Đó là tự nhiên. Bản thiếu gia có tu tiên linh căn. Đạo hư tiên nhân đúng là khen ngợi không ngớt thanh niên nhướng mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra. Hắn cười như không cười nhìn vương chắc một cái. Vùng tay áo một vòng, mang theo bà thiếu niên đằng vân giá vũ, hóa thành cầu vồng, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Từ thúc ngừng đầu nhìn bầu trời, thì thào lầm bẩm Thiết trụ à, nhất định người phải được tuyển chọn đó. Vương Lâm cảm giác thân hình mình nhẹ đi. Trận gió kịch liệt đó thổi trên mặt làm cho hắn đau nhức. Nhìn thật kỹ, lập tức khiếp sợ phát hiện ra chính mình cư nhiên bị kẹp dưới bên nách của thanh niên kia. Đang ở không trung phi nhanh về phía trước. Trên mặt đất thôn tràng đã biến thành một đám điểm đen như là một bàn tay lớn, hướng về phía sau di động rất nhanh. Như vậy được một lát, con mắt của hắn cũng đã bị gió thổi làm cho đỏ bừng. Nước mắt ào ào chảy xuống. Ba người các người không muốn con mắt bị mù, vậy thì nhắm chặt mắt lại thanh âm thanh niên lạnh lùng giống như băng chuyển tới. Vương Lâm trong lòng run lên, vội vã nhắm hai mắt lại, không dám tiếp tục nhìn. Trong lòng đối với tu tiên lại càng thêm nhiều sự mong đợi. Không bao nhiêu lâu sau, Vương Lâm đã có thể cảm giác ra được thanh niên có một chút hơi thở dốc. Tốc độ của hắn cũng rõ ràng chậm xuống. Tiếp theo đó lại cảm thấy hoa mắt. Thanh niên cấp tốc hạ xuống. Ở khoảnh khắc rơi xuống đất, thanh niên kia buông cánh tay ra. Ba thiếu niên lại té ngã trên mặt đất. Cũng may, lực đạo té ngã trên mặt đất lại không lớn. Ba người vội vã bò lên. Hiện ra trước mắt vương lâm, đó là một chỗ tự như tiên cảnh, thế ngoại đảo nguyên, non xanh nước biếc, điều ngữ hoa hương. Ngay phía trước, có một tòa sơn phong cao vút trong mây, thiên nham cạnh tú, mây mù lượn lờ, nhìn không rõ được diện mạo. Khi thì truyền đến một hai tiếng thú kêu. Một cái thềm đá đường mòn vặn vẹo, do núi uốn lượn mà thành giống như là đứng giữa những bức tranh phong cảnh sơn minh thủy tú. có một loại cảm giác cách thế khoan thai mà sống. xa xa hướng về phía trước nhìn lại trên đỉnh sơn phong có một tòa đại điện, tuy nói là bị mây mù che lấp nhưng mà từng trận thất thải quang mang lóe sáng làm cho người ta vừa thấy trông không khỏi mọc lên một ý niệm cúng bái. bên cạnh đại điện có một cầu đá dài liên tục xuất hiện phẳng phất như trăng rằm kéo dài tới bên trong mây mù hư ảo cùng một tòa sơn phong khác tương liên. Dành làm thắng cảnh như vậy, tự nhiên chính là nơi tọa lạc của hằng nhạc phái. Hằng nhạc phái là một trong số không nhiều lắm tu chân môn phái của triệu quốc. 500 năm trước đã từng một lần thống lĩnh toàn bộ tu chân giới triệu quốc, có được mấy vị nguyên anh kỳ lão quái, phong quang vô hạt. Nhưng đáng tiếc, theo thời gian trôi qua, trung gian trải qua vô số chẳng biến cố, cho đến ngày nay, thương thiên đại phái ngày trước đã là muốn suy thoái đến mức chỉ có thể miễn cưỡng bên trong tu chân giới đứng vững gót chân. Nhưng mặc dù là như vậy, hàng nhạc phái đối với phạm nhân trong vòng vạn dặm xung quanh, như cũ vẫn là mong muốn không thể nào hoàn thành. Trường sư đệ, ba người này chính là vương gia đề cử sao? Một trung niên mặc hắc y mang theo một tia khí tiên phong đạo cốt, từ sơn phong hạ xuống, nhẹ nhàng đi tới. Thanh niên trên mặt lộ ra vẻ cung kính tam sư huynh ba người này đúng là vương gia đề cử trung niên ánh mắt đảo qua ở trên người vương chắc nhìn qua nhìn lại rất nhiều lần sau đó cười nói ừ. trưởng môn biết người tu luyện đến chỗ thèn chốt để cho ta tới tiến hành chắc thí lần này ngươi đi tu luyện đi thanh niên đồng ý thân thể vừa động hắn theo đường mòn sơn phong trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh vương lâm ngơ ngác nhìn trước mắt một màn cảm xúc sôi trào bỗng nhiên lại cảm thấy có người kéo y phục của mình. Quay đầu nhìn lại, đúng là thiếu niên có vẻ mặt lanh lợi đó. Thiếu niên trong mắt vẻ cuồng nhiệt càng đậm, thấp giọng nói. Đây chính là địa phương tiên nhân cư trú. Mụ nội nói chứ, vương hảo hắn nói cái gì mà đã được lựa chọn. Nói xong, hắn lại sờ sờ nội y căng phòng của mình. Vương Trác đối với cảnh tượng trước mặt đúng là ngay tại chỗ hơi có chút giật mình. Sau một hồi tinh thần mới thả lỏng, trong lòng ngạo khí bất giác thu liễm đi rất nhiều. Ngay lúc này, lại có vài đạo trường hồng kiếm quang tới gần. Sau khi từng đạo kiếm quang tiêu tán, đệ từ hàng nhạc phái đều đã xuất hiện. Trên người họ, cũng lại không ngoại lệ mang theo vài thiếu niên 15-16 tuổi. Những người này lại có nam có nữ. Bên trong khoảnh khắc hạ xuống cũng đều như là vương lâm ba người. Ngờ ngác nhìn cảnh vật trước mặt, trên mặt biểu tình thực sự là không giống nhau đệ tử hàng nhạc phái mang mọi người tới đây, đứng giải rác cách đó không xa. Lẫn nhau nói chuyện, đánh giá những người thiếu niên này. Đợi chờ một hồi, cuối cùng tất cả thiếu niên được đề cử lại tề tựu hết ở chỗ này. Ngày bây giờ trung niên hắc y nhân mới nhìn lướt qua, thanh âm không chứa bất cứ cảm tình nào. Bên trong các người, chỉ có cực kỳ ít sẽ được tuyển chọn trở thành đệ tử của hàng nhạc phái. Chúng thiếu niên sợ hãi kinh sợ, trong lòng Vương Lâm lại thấp thỏm. Hắn đã đếm được, chắc thí tổng cộng là 48 người. Tu tiên, trọng nhất là thiên tư. Tiếp tới là hạng chắc thí đầu tiên, chính là xem các người linh căn có đầy đủ hay không. Hiện tại, ta điểm đến người nào, người đó đi ra đến trước mặt ta. Trung niên nhân mặt không một chút nào thay đổi, tùy ý gọi một thiếu niên lên. Thiếu niên kia hai chân khẽ run, thực sự rất cẩn thận tiến tới. Tay của trung niên nhân đặt ở trên đỉnh đầu thiếu niên này, thản nhiên nói. Không hợp cách, tới bên trái đứng. Thiếu niên hình như lập tức mất đi tất cả khí lực, vẻ mặt ảm đạm, trên mắt mang theo vẻ mờ mịt đi đến bên trái, trầm mặc không nói. Tiếp theo đó lại là một thiếu niên khác bị điểm trúng, thấp thỏm lo lắng tiến lên. Không hợp cách. Liên tục hơn 10 người đều là không hợp cách. Bên phải trung niên nhân, nhân, đến bây giờ một người cũng lại chưa thấy. Vương Trác đã bị điểm trúng, trên mặt hắn ngạo khí đã thu lại hết, sắc mặt hơi có chút tái, bước lên phía trước. Trung niên nhân, nhân sau khi đặt tay trên Vương Trác, bỗng nhiên sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, ngữ khí ôn hòa lại, lại nói. Người tên là gì? Vương Trác vội vã cùng kính. Hồi bẩm thượng tiên, tiểu tử Vương Trác Trung niên nhân gật đầu, cười nói. Ừ. Nguyên lai, like, ngươi chính là vương trác đạo hư sư thúc đã từng nhắc tới sao? Ừ. Tới bên phải đứng đi. Vương trác mừng rỡ, trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, hắn đi về phía bên phải. Trong mắt ngạo khí lại hiện ra, khinh miệt nhìn tất cả mọi người, vẻ mặt hắn ngông cuồng tự tại. <laughs> Mẹ nói chứ, hắn đúng là chó ngáp phải rồi. Vương Hạo bĩu môi, hướng Vương Lâm thấp giọng nói. Vương Lâm trong lòng lại càng thêm khẩn trương, trước mắt hắn hiện ra ánh mắt kỳ vọng của phụ mẫu, nắm chặt bàn tay lại. Không sai, người cũng đi qua bên phải đứng. Thay ngâm kinh hỉ của trung niên nhân lại chuyển tới, trước mặt hắn xuất hiện một cô gái. Thời gian trôi qua không lâu, đại bộ phận thiếu niên đều đã được chắc thí hết. Có thể đứng ở bên phải trung niên nhân, chỉ đúng có hai người. Kế tiếp, Vương Hạo bị điểm trúng. Vương Hạo một mặt chạy rất chậm, đứng ở trước mặt trung niên nhân. Hắn không đợi đối phương trách nhiệm, lập tức quỳ trên mặt đất, dập đầu vài cái rất mạnh. Lớn tiếng nói. Thượng tiên, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng với trời đất. Tiểu tử Vương Hạo, ngài chắc thí nhiều người như vậy nhất định là rất vất vả. Nếu như không, ngài cứ nghỉ ngơi một hồi đi. Ta lại không nóng vội, không có việc gì cả. Trung niên nhân không nhịn được lại cười. Chắc thế nhiều người như vậy cũng đều là vẻ mặt rất khẩn trương. Chỉ riêng cái tên thiếu niên khỏe mạnh khấu khỉnh trước mắt này, hắn lành lợi nhất. Cương nhiên lại còn tân bốc nịnh nọt có mục đích. Tay đặt ở trên đầu vương hạo, hắn lắc đầu nói. Tư chất cái một chút. Không... Vương hạo vừa nghe nói tư chất mình không được, trong lòng lập tức giống như ngã xuống sơn cốc. Không đợi đối phương nói xong, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc hai tay nâng lên, lặng lợi nói. Thượng tiên, đây chính là gia phụ ngẫu nhiên ở trong núi được tới. Thử đập rất nhiều lần đều lại là không vỡ. Tiểu tử đặc biệt từ trong nhà mang tới, bây giờ hiến lại cho thượng tiên ngài. Trung niên nhân, nhân lắc đầu cười khẽ, đang muốn cự tuyệt, nhưng đảo qua hộp ngọc. Bỗng nhiên đồng tử một trận co rút, nhất thời trên mặt lộ ra hỉ sắc, lại nói. Không sai, cứ nhiên đây chính là một gốc cây linh chi có 300 năm. Xem hộp ngọc này đúng là bị người tu chân phong ấn bên trong. Khó trách phụ thân của ngươi lại đập không vỡ. Hắn ngữ khí ngừng lại một chút, thoáng cái chậm ngâm, sau đó lại cười nói. Ta bên người thiếu một tiểu đồng luyện đan. Ta xem ngươi trông có vẻ thông minh. Vậy có đồng ý làm tiểu đồng của ta hay không? Vương Hạo lập tức kinh hỉ đứng dậy, thiếu một chút nữa thì nhảy cấn lên, làm cho hắn kích động không thôi, lớn tiếng nói. Nguyện ý, thượng tiên, ta nguyện ý. Trung niên nhân gật đầu mỉm cười. Ừ. làm dược đồng của ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Có thể cùng với đám đệ tử nội môn tu luyện một loại tiên thuật. Ngươi, đứng bên phải đây. Vương Hạo trong lòng hưng phấn, chạy đến bên phải. Dương Dương đắc ý, trừng mắt nhìn Vương Trác một cái. Tất cả người thất bại, cũng đều lộ ra vẻ mặt tỉnh táo. Một đám ôm đầu thất vọng, thậm chí có người lệ rơi đầy mặt, khóc không ngừng. Trung niên nhân nhướng mày, lại quát lên. Kẻ nào khóc, trực tiếp đưa đi. Đứng ở cách đó không xa, đệ tử hàng nhạc phái lập tức đi ra mấy người, nắm lên vài kẻ đang khóc lóc, thở ơ đạp kiếm quang màu trong biến mất. Trung niên nhân tùy tay chỉ ra một cái, điểm chúng vương lâm. Vương lâm hít thở thật sâu, Vạn phần khẩn trương đi đến bên người trung niên nhân. Trong đầu hắn trống giống, trong lòng lại lặng lẽ cầu nguyện. Trước mắt không nhịn nổi, hồi tưởng lại ánh mắt kỳ vọng của cha mẹ. Ta nhất định phải được tuyển chọn. Vương Lâm kiên định nghĩ. Tay đối phương nhấn một cái, mặt không một chút nào thay đổi phun ra ba chữ, làm cho Vương Lâm rơi xuống hầm băng. Không hợp cách. Vương Lâm không biết chính mình là đi như thế nào đến trong đội ngũ bên trái hắn chỉ cảm thấy giống như sấm sét ầm ầm vang tới bên tai. Ba chữ đó vẫn lượn lờ quanh quẩn lên xuống. Chừng một hồi, tất cả mọi người được chắc thí hết. Đứng ở bên phải chỉ lại có ba người. Ba người đó, trong mắt mọi người thất bại, cũng giống như là một loại thiên tri kiêu tử, cao lớn vô cùng. Vương Trác khinh miệt nhìn Vương Lâm, trong mắt hắn biểu lộ ý mỉa mai không thể nào nghi ngờ. Tu tên tư chất tuy rằng trọng yếu, nhưng nghị lực lại càng quan trọng. Những thiếu niên như các người, tư chất bình thường, nhưng nếu như có đủ nghị lực, cũng đều có thể trở thành ký danh đệ tử. Hạng chắc thí thứ hai, chính là nghị lực. Trung niên nhân mặt mày không một chút nào thay đổi, hắn ngừng lại một chút rồi nói. Theo cầu thang nơi này đi lên, người nào đi tới đỉnh thì tính là đủ tư cách. Nếu như ngày thứ ba, các người vẫn chưa thể nào hoàn thành, thì đó chính là thất bại. Kẻ thất bại, từng người một sẽ bị đuổi về gia tộc của các ngươi. Nếu như nửa đường kiên trì không được hoặc là gặp phải nguy hiểm, cứ lớn tiếng la lên bỏ cuộc, tự động sẽ có người đem các người mang đi. Nói xong, trung niên nhân mỉm cười nhìn ba người bên phải, lại nói. Các người theo ta đi gặp trưởng môn, tới khi đó theo an bài của sư phụ. Còn Vương hạo, người không được đi, theo ta đi đan phòng làm quen một chút thao tác. Trung niên nhân, nhân phân pháo xong, liền mang theo ba thiên tri kiêu tử đó bước lên trên sơn phong, tiểu thất biệt tích. Vương Lâm hít thở rất sâu, ánh mắt kiên địch, không một chút nào do dự dẫm chân hướng lên trên thềm đá đi đến, tiến hành hạng chắc thí thứ hai, nghị lực. Trừ bỏ ba người thiên tri kiêu tử cùng với sáu cái khóc lóc, bị đưa đi, còn lại là 39 người. Trong 39 người này, có người ôm đầu thất vọng, cũng có kẻ thần sắc nghiêm nghị, cũng có kẻ do dự sợ hãi, trước sau đúng là không giống nhau. Dần dần bước lên trên cầu thang, thời gian đi lên của từng người thực sự là khác nhau. Thềm đá dốc đứng không bằng phẳng, hai bên lại có hiểm cảnh liên miên, chỉ sơ suất một chút, người sẽ trượt chân rơi xuống. Đi không đến nửa ngày, vừng Lâm lại cảm giác hai chân cứ như là buộc trì, mồ hôi tuôn ra như mưa. Không khí ở trên cao không thể nào so với không khí ở dưới khó có thể cất bước. Lúc trước ở chân núi mà nhìn, thềm đá đường mòn này đúng là không dài. Nhưng thực tế bước chân lên đây mới phát hiện ra đường mòn này coi như không có cuối đường, khiến cho người ta từ trong đáy lòng không khỏi sinh ra tư tưởng tuyệt vọng. Phía trước hắn có mười mấy thiếu niên thân thể cường tráng, cũng lại từng bước một thờ hồng hộc, chậm rãi mà bỏ lên. Cho đến bây giờ, không một người nào bỏ cuộc. Vương lầm cắn răng kiên trì. Hắn biết đây là một lần cơ hội cuối cùng. Ánh mắt kỳ vọng của phụ mẫu vẫn quanh quẩn trong lòng. Ngay lúc này, phía sau hắn có một thiếu niên bỗng nhiên dưới chân run lên. Hắn bước hụt chân, thân thể từ một bên mau chóng rơi xuống. Ngay tức khắc, tiếng thét hoảng sợ vang lên. Ta, ta bỏ cuộc, cứu mạng. Thấy tất cả mọi người đã ngưng chân lại, không hẹn mà cùng nhìn về hướng phía người kia rơi xuống chỉ thấy một đạo ánh sáng màu đen lóe sáng, có một đệ tử không biết là theo địa phương nào lao ra, bắt lấy thân thiếu niên kia giữa không trung, thân mình nhẹ nhàng hạ xuống dưới chân núi. Vương Lâm sắc mặt tái nhợt, trầm mặc không nói gì, hắn cẩn thận, cẩn thận tiếp tục hướng về phía trước, bò lên. Thời gian vội vã đi qua, hai ngày sau, mười mấy thiếu niên phía trước hắn đã nhìn không thấy thân ảnh. Vương Lâm không biết những đồng bạn này rốt cục là có bao nhiêu người đã bỏ cuộc hắn chỉ biết rằng chính mình tuyệt đối không thể bỏ cuộc được. Bất kỳ hai chân đã xuất huyết, đau đớn như kim châm, chuyển từ bàn chân đến, nhưng hắn vẫn đang kiên trì lấy tay, leo lên phía trước. Đúng là một đứa trẻ kiên cường. Vậy nhưng, đại đạo vô tình. Phí công. Phí công thôi. Có một tiếng thở dài lo lắng, từ trên đỉnh Sơn Phong rất xa chuyển tới. Có một vị trung niên nhân sắc mặt vàng như nến, thân mình khinh nhẹ nhàng bay xuống trên thềm đá. Hắn bay qua một đám thiếu niên, mặt mày mang cảm khái. Sau khi đi ngang qua bên người vương lâm, trung niên nhân, nhân ngưng lại một chút. Trước mắt hắn là thanh niên thứ sáu hắn nhìn thấy, nhưng tuyệt đối là một người thảm hại nhất. Toàn thân hắn máu chảy đầm đìa, quần áo thực sự đã thấm đẫm máu tươi. Đầu gối và ngón chân huyết nhục lẫn lộn với nhau. Hoàn toàn chỉ dùng hai bàn tay từng chút một leo lên. Trung niên nhân nhẹ nhàng một tiếng, lại hỏi. Đứa nhỏ, người tên là gì? Vương Lâm vẻ mặt thực sự đã mơ hồ. Trong lòng hắn chỉ có đúng một ý niệm. Cho dù có chết, cũng phải bỏ lên trên đỉnh núi. Đối với câu hỏi của Trung niên nhân, hắn căn bản là không nghe thấy. Ở trong mắt hắn, trừ bỏ thêm đá này và đường mòn ra thì chẳng còn cái gì khác. Trung niên nhân nhìn chăm chú hai mắt Vương Lâm. Đối với tâm niệm kiên định của hắn thực sự có một chút lay động. Tay đặt ở trên đầu Vương Lâm nhấn một cái, sau đó lắc đầu lầm bẩm. Nghị lực tuyệt hảo, đáng tiếc, từ chất quá mức bình thường. Vô duyên, vô duyên à. Hắn nhìn ánh mắt Vương Lâm thật lâu, tiếp tục hướng thềm đá mà đi tới. Đêm ngày thứ hai, Vương Lâm hai tay huyết nhục lẫn lộn. Hắn đi quá thềm đá, lưu lại một đạo vết máu sâu sắc. Đối với việc này, Vương Lâm đã còn chẳng biết. Hiện tại, hắn hoàn toàn bằng một cố ý niệm, thôi động thân thể. Hơi thở hắn đã tới bên bờ hấp hối. Tại ngày thứ ba, thời khắc mặt trời mọc, hắn mơ hồ trông thấy cứ như là phần cuối thêm đá trước mặt. Nhưng đáng tiếc rằng, lúc này, một thanh âm vô tình như là tiếng sấm chuyển tới, chấn động trái tim hắn. Thời gian đã tới, chỉ có ba người đủ tư cách. Còn lại, thất bại. Vương Lâm cười thảm, cơ thể hắn hơi nghiêng một chút, ngã vào trên thềm đá, hôn mê bất tỉnh. Hắc y trung niên nhân ba ngày trước thí nghiệm thiên tư, hắn đứng ở trên đỉnh núi, nhìn Vương Lâm cách nơi này không đến 10 trượng, ánh mắt lộ ra vẻ vô tình. Ngay lúc này, một vài đệ tử hàng nhạc phái mau chóng từ đỉnh núi đi xuống phía dưới, dọc theo đường đi, đem tất cả những thiếu niên vẫn còn đang kiên trì đưa tới trên núi, đồng loạt cho họ ăn dược vật. Sư huynh, 39 người thí nghiệm, bỏ cuộc 25 người, trừ bỏ những người đủ tư cách ra là 3 người, còn có 11 người nữa. Có một nữ đệ tử hàng nhạc phái lạnh giọng báo cáo, nàng năm đó cũng phải trải qua chắc khí tàn khốc như vậy, cuối cùng dựa vào luyện tập võ thuật căn bản từ nhỏ, bên trong nghị lực mới có thể miễn cưỡng đủ tư cách, mới có thể trở thành ký danh đệ tử cũng đã gần thời gian 10 năm nỗ lực, đến tận bây giờ vẫn chưa phải là đệ tử chính thức. Hắc y trung niên nhân bộ dạng lạnh như băng, hắn gật đầu, ánh mắt đảo qua 11 thiếu niên đang hôn mê, thản nhiên mở miệng. Ba người đủ tư cách, dẫn bọn họ đi gặp phòng tạp vụ đây, an bài công tác sau này. 25 kẻ bỏ cuộc, đuổi về gia tộc. Về phần 11 người này kiên trì đến cuối, đợi sau khi bọn họ tỉnh dậy, đồng loạt đưa tới kiếm linh các. Xem xét xem có kiếm linh hữu duyên hay không. Nếu như không có, vẫn như cũ đuổi về gia tộc từng người. Nói xong, trung niên nhân cũng lại chẳng nhìn những thiếu niên này lấy một cái, vứt tay áo mà đi. Ba ngày sau, bên trong kiếm linh các, 11 thiếu niên bao gồm vương lâm bên trong, đứng cùng một bên sắc mặt tái nhợt. Thường thế trên người vương lâm thực sự đã khỏi, nhưng với thương tâm linh lại xé rách càng lớn từng trận đau đớn dày dứt, không ngừng cắn nuốt thể xác và tinh thần. Kiếm linh chắc thấy cũng không phải là hắc y trung niên nhân chủ trì, mà là một người xa lạ, một thanh niên mặc áo trắng. Bớt quá cũng lại chẳng ngoại lệ, đều là sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt nhìn về phía họ cũng giống như xem những con kiến, cực kỳ vô tình. Đây chính là cuộc thi cuối cùng rồi. Kẻ đã có thể đi vào bên trong vòng này là thông qua thanh niên kia lời nói ngắn gọn trên mặt hắn lộ ra vẻ không hề kiên nhẫn vương lâm ánh mắt có thể thấy được đúng là một căn phòng bình thường đến cực điểm cổng chính giữa căn phòng mở ra hướng phía bên trong nhìn lại chỉ thấy từng thanh cổ kiếm dài ngắn không giống nhau đặt ở bên trong một đám thiếu niên dựa theo trình tự hướng giữa phòng đi đến thiếu niên thứ nhất vừa mới đến gần phòng ốc vị trí năm trượng trên mặt hắn lộ ra vẻ dãy rủa bị một cỗ vô hình lực lượng lại đẩy mạnh ra khỏi mấy trượng không hợp cách. Kế tiếp. Thanh niên kia thản nhiên nói. Vương Lâm là người thứ bảy. Sáu người trước toàn bộ đều là ở vị trí năm trượng không thể nào đi tiếp. Hắn cười chua xót Nhắc tới trong lòng kỳ vọng vẫn còn thừa không nhiều. Hướng về phía trước đi tới. Vị trí năm trượng, thoải mái đi qua. Vương Lâm lại ngẩn người. Trong lòng hắn kỳ vọng mau chóng kéo lên. Miệng lưỡi trở nên khô khan Trái tim lại kinh hoàng tiếp tục bước thêm một trường, Lúc này, vẫn chưa cảm thấy có cảm giác khó chịu gì. thanh niên kia di một tiếng, ánh mắt chớp động, lộ ra một tia thần sắc cảm thấy hứng thú. Khuôn mặt hắn bình thường trở lại, sau đó nói. Đừng có do dự, tiếp tục hướng về phía trong mà đi. Nếu như người có thể đi vào bên trong phòng ấp, đạt được kiếm linh thừa nhận, cho dù rằng hai lần trước người chắc thí không hợp cách, cũng sẽ được thu làm đệ tử chính thức mười thiếu niên khác vẻ mặt thực sự lộ ra vẻ hâm mộ loại hâm mộ đó có từ bên trong lại còn ẩn dấu ghen tị sâu sắc vương lâm trong lòng khẩn trương cha mẹ kỳ vọng lại lập lại trong óc hắn hắn bước thêm một trượng lúc này khoảng cách cách cổng còn thừa có ba trượng vương lâm trong lòng thấp thỏm bước thêm từng bước nhưng vào lúc này có một cỗ lực đạo khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện điên cuồng tuôn ra hướng về phía vương lâm thân thể hắn không chịu nổi khống chế, bay nhanh về phía sau. Mãi cho đến vị trí hơn 10 trượng mới ngừng lại được. Còn lại thiếu niên đứng một bên, mặt đều lộ ra vẻ châm biếm. Trong mắt họ, vương lầm nên cùng với chính mình giống nhau, chẳng có khả năng bất cứ cơ hội nào. Cười thảm một cái, vương lâm trong lòng vết thương xé rách lại càng lớn. Ánh mắt của cha mẹ kỳ vọng dần dần theo trong đó lại biến mất đi. thanh niên vẻ mặt lại giống như phía trước lạnh như băng lại thản nhiên nói. Không hợp cách. Kế tiếp. 11 người, cuối cùng không một người nào thông qua. Trừ bỏ Vương Lâm ra, còn có một cô gái cũng như vậy, bước đến vị trí hai trượng, nhưng kết quả vẫn như cũ. Ngày hôm đó chắc thí xong, đám thiếu niên liền đã bị trao trả đến trần núi, được đệ tử hàng nhạc phái lần lượt đưa qua. Đưa Vương Lâm về với nhà, vẫn là thanh niên họ trương dẫn bọn họ tới, bên người hắn, mang theo vương trác cùng với vương hạo. Vương trác sư đệ, chúc mừng ngươi trở thành đệ tử của đạo hư sư thúc. Về sau, tiền đồ bất khả hạn lượng. Thanh niên mỉm cười, ôm quyền nói. Trên mặt vương trác lộ ra vẻ mặt ngông cuồng tự đại, hắn ngạo nghĩ nói. Đó cũng là lẽ tự nhiên. Sư phụ cũng đã nói, chỉ đợi ta lần này về nhà xử lý hết chuyện thế tục. Sau đó, truyền cho ta pháp thuật tu tiên, Vương Hạo một bên bĩu môi. Ta từ nhỏ nhìn cái nét mặt tiểu nhân đắc chế của người, thực sự là quá trứng mắt. Không phải là có sư phụ thôi sao? Có cái gì mà ghê gớm? Ta còn có thể luyện đàn nữa. Vương Trác khinh miệt nhìn vào mắt Vương Hạo, không thèm để ý tới hắn, mà ánh mắt lại chuyển động, nhìn Vương Lâm bên cạnh trầm mặc không nói, lại khẽ cười. Thiết chủ, thế nào? Khi trước ta đã nói với người, người chắc chắn là không thích hợp. Người cùng với cha ngươi đúng là không tin ta. Vậy hiện tại, ngươi đã biết kết quả rồi chứ? Vương Lâm ngẩng đầu, thản nhiên nhìn vào bên trong mắt của Vương Trác. Đối với thanh niên hằng nhạc phái, lại nói. Thượng tiên, phụ mẫu ta đều đang đợi ta. Lại còn thỉnh cầu ngài, mau chóng một chút, đưa ta trở về. Vương Trác thấy Vương Lâm rõ ràng không thèm để ý tới mình. Hắn lại cười lạnh nói thằng nhà quê, đời này hãy sống trong thôn giống như là cha của ngươi, cùng nhau làm thợ mộc đi. Giữa khuôn mặt thanh niên lộ ra biểu tình cười như không cười, nhìn ba thiếu niên trước mắt, cũng lại chẳng nói chuyện. Hắn vùng tay áo một cái, mang theo ba người biến mất ở bên trong sơn môn hàng nhạc phái. Trên đường trở về, gió mạnh như nước, nhưng khác biệt một trời một vực, lúc đến kỳ vọng, khi về tuyệt vọng. Không bao nhiêu lâu sau, đã có thể nhìn thấy tòa nhà lớn vương thị gia tộc. Vương lầm mở hai mắt, xa xa nhìn thấy bên trong tòa nhà lớn này chất đầy người, náo nhiệt như hội. Từng bàn yến hội cấp bậc vượt xa cha của hắn mấy ngày trước chiều đái thần thích, lại còn đem toàn bộ cái sân lớn này phủ kín. Tất cả người vương thị gia tộc, thậm chí ngay cả những tộc nhân bên ngoài mua gỗ cũng đều đã trở về. Tể tụ một nhà chúc mừng lẫn nhau, ăn uống linh đình, cực kỳ rộn ràng. Nhân vật chính yến hội lần này là ba người, đại ca của Vương Thiên Thủy, Vương Thiên Thủy cùng với tam đệ của hắn. Tại bên cạnh ba người này, tất cả thân thích đều đến chúc mừng lẫn nhau, không khí phi thường náo nhiệt. Trong mắt bọn họ cũng không ngoại lệ, đều là lộ ra vẻ mặt hâm mộ, trong miệng lại a ruồn nịnh hót, cố gắng chọn lời hay. Nhất là đối với phụ thân Vương Lâm, lại là ca ngợi hắn không ngừng, thổn thức chuyện xưa. Nhị ca! Lần này tiểu tử nhà ngươi nhất định là sẽ được lựa chọn. Về sau, ngươi sẽ không cần phải làm thợ mộc mà sinh sống. Trong nhà, người nào mà thấy ngươi không phải kêu lên một tiếng nhị ra chứ. Lục đệ phụ thân Vương Lâm là một vị trung niên nhân, nhân bụng phệ, lớn tiếng khen. Lão nhị à, năm đó ta đã nhìn ra ngươi đời này tuyệt đối không có giống như vậy. Thế nào, thấy ta nhìn chúng rồi chứ. Ngươi đời này ở trên người thiết trụ à, thiết trụ mà trở thành tiên nhân, làm một người cha như ngươi, cái đó đã có thể quá khó lường rồi. Ngũ thúc của Vương Thiên Thủy có một đôi mắt hí, ngồi ở bên người phụ thân Vương Lâm nâng chén a rùa nói: nhị ca, thiết trụ nhà ngươi cùng với tiểu tử nhà ta lần này đều có thể được lựa chọn. Anh em ta đã là có hai mươi mấy năm không gặp, lần này nói cái gì cũng là phải không sai không vậy Phụ thân của Vương Hạo, tam đệ của Vương Thiên Thủy bừng chén rượu đi đến trước mặt mặt mang theo tiếu ý, lớn tiếng nói. Phụ thân thiết trụ nhìn đám thân thích bốn phía này, lúc trước xem thường hắn, bây giờ lại cảm thấy rất hãnh diện, nở mày nở mặt vô cùng. Nhiều năm tối tăm đã trở thành hư không, bất quá, Thủy Trung lại là có một tảng đá lớn đặt ở trong lòng. Thiết trụ à, người nhất định phải được lựa chọn à? Nhị Tẩu... Người đi theo nhị ca ta đời này xem như là hưởng phúc rồi. Có thiết chủ, đứa nhỏ này, về sau chúng ta mười dặm tám thôn, ai mà không nhận thức ngươi á? À? Đúng rồi đó nhị tẩu, hoa như nhà ngươi có thể sánh bằng tiểu tử nhà ta, thực sự là có bản lĩnh. Thiết chủ, đứa nhỏ này, từ nhỏ đã thông minh, thực sự đúng là một đứa nhỏ tốt. Mẫu thân thiết trụ à, chúng ta tuy nói là cùng tộc, nhưng mà hiện nay đồng tộc thông hôn cũng đã rất nhiều rồi, con gái nhà chúng ta cũng đã tới tuổi. Thiết trụ, đứa nhỏ này dáng vẻ cũng đường đường. Ta từ nhỏ trông cũng đã yêu thích. Vậy không bằng chúng ta hai nhà kết cái thân ra đi. Cùng thiết trụ phụ thân giống nhau. Bên cạnh mẫu thân thiết trụ cũng vây quanh là một đám nữ quyến. Lẫn nhau trò chuyện, nhiệt tình. Như là chuyện thường ở quê. Đại ca của cha thiết trụ, mắt lạnh nhìn thấy hết thảy. Trong lòng hắn lại thầm nghĩ chờ xem, chờ tiên nhân đem cái đứa nhỏ kia về biết trước kết quả rồi tới khi đó nếu như là thiết chủ không được lựa chọn xem xem cái tên lão nhị ngươi có kết cục thế nào nghĩ đến đây hắn trên mặt ha ha cười bừng lên chén rượu cùng với thân thích bên người khích lệ đứa nhỏ nhà hắn trả lời vài câu không khí ồn ào huyền náo nhột nhịp không thôi ngay lúc này bỗng nhiên có một đạo cầu vồng theo phía chân trời sạch qua dừng lại giữa sân rộng xuất hiện bốn người bốn phía nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả tộc nhân vương thị căng thẳng sợ hãi, không ai dám nói lời nào. Thanh niên hằng nhạc phái ánh mắt đào qua, âm thầm cảm thán. Hắn ngày đó bị hằng nhạc phái thu làm đệ tử. Người ở quê cũng lại chúc mừng hắn như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn có một chút cảm khái. Quay đầu nhìn vào mắt vương lâm thật sâu. Hắn biết rằng, thiếu niên này, chuyện tình kế tiếp phải đối mặt là một người trưởng thành, thực sự không thể nào thừa nhận. đại đạo vô tình. Thanh niên lắc đầu, thân thể khẽ động, hắn phát ra kiếm quang rời đi khỏi. Người tu đạo, không thể nào có vướng bận thế tục. Các người hãy xử lý cho tốt. Ba ngày sau, ta sẽ tới đón các người. Rất xa, chuyển tới thanh âm của hắn. Đại ca phụ thân thiết chủ vừa nhìn thấy tiên quân rời đi, hắn lập tức đi ra kích động nhìn con trai của mình. Đạo Hư Thượng Tiên có thu người làm đồ đệ không? Vương Trác về mặt tự đắc, Kiều Ngạo nói Đó là lẽ tự nhiên Sư phụ nói ta trong vòng 10 năm tới sẽ trở thành nhân tài kiệt xuất bên trong hàng đệ tử của hàng nhạc phái Phụ thân Vương Trác cực kỳ mừng rỡ vỗ vỗ rất mạnh bả vai của con trai mình thoải mái nói Tốt lắm Vương Trác người về sau chính là tiên nhân rồi đó Vương gia chúng ta đã có tiên nhân rồi Phụ thân Vương Hạo lúc này vẻ mặt lo lắng, nhìn chằm chằm Vương Hạo, đang muốn hỏi. Vương Hạo lại ngáp dài một cái, đắc ý nói: "Cha, không cần phải hỏi nữa. Con của ngươi đã là đệ tử Hàng Nhạc phái rồi." Vương Hạo phụ thân cũng mừng như điên, cầm lấy chén rượu hung hăng uống cả một ngụm. Vương chắc mắt trố ra, lộ ra vẻ khinh miệt, giọng âm dương quái dị nói: tam thúc, ngươi sinh một đứa con tốt lắm, đầy mặt mũi của Vương gia chúng ta mất hết rồi." trước mặt mọi người làm cho nịnh nọt tầng bốc thượng tiên cuối cùng lại còn dâng tặng lễ lúc này mới miễn cưỡng đạt được một cái tư cách dược đồng đó vương hạo hất lông mì một cái lại trầm chọc ta đây là tình nguyện thế nào chứ tới khi đó nhìn xem kẻ nào tiên pháp lợi hại nhất liền biết ai làm vương gia mất mặt ngay phụ thân thiết trụ vẫn nhìn oa nhi nhà mình hắn theo thiết trụ trên mặt nhìn tới một tia xa suốt trong lòng lại run bắn dừng lên một cỗ dự cảm không hay. Thiết trụ à? Người... Người thì thế nào? Mẹ thiết trụ, cõi lòng tràn đầy kỳ vọng nói. Hết tập 1. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tiên Ngực trên kênh MCNA trên audio Tiên Hiệp.